Một tin vui cho thị trường bất động sản. Sau 8 năm chậm triển khai, dự án Thanh Hà Siaco 5 Hà Đông, Hà Nội đã được tập đoàn Mường Thanh giải cứu. Sau 6 tháng tập trung triển khai, dự kiến vào cuối năm nay, trên 2.000 người mua đất nền tại đây sẽ được bàn giao đất. Đại diện tập đoàn Mường Thanh cho biết đã đầu tư gần 6.000 tỷ đồng vào dự án này. Hiện cơ bản đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và đang tích cực triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng, xây dựng trường học, chợ và hai hồ cảnh quan diện tích gần 10 ha, đồng thời hoàn thiện 22 km tuyến đường trục phía Nam Hà Đông giáp với dự án để bàn giao cho thành phố. Hiện đã có 3 tòa chung cư tại dự án Thanh Hà Siaco 5 với trên 800 căn hộ đang được chủ đầu tư gấp rút hoàn thiện, bàn giao cho khách hàng sớm hơn tiến độ. Và trên 2.000 nền đất sẽ được bàn giao vào cuối năm nay để người mua có thể nhanh chóng xây nhà sau 8 năm chờ đợi.